Việt Nam năm 2018 diễn ra tại trường đua Đại Nam ngày 16 tháng 9 vừa qua đã chứng kiến màn đổi ngôi ngoạn mục của các tay đua số 2 trong cả 4 hạng mục Blade 110, MX 125, Winner 150 và Way thị trường. Đúng như những nhận định trước đó, chặng đua đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn với điểm nhấn là những toan tính đậm chất chiến thuật của 52 tay đua cũng như các đội đua tham dự giải. Không những vậy, chặng thứ hai này tiếp tục thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức lẫn thi đấu khi Honda Việt Nam Racing mời chuyên gia đào tạo tại trường đua Okegawa, Nhật Bản tới để đào tạo cho lực lượng gần 30 trọng tài của giải đấu. Qua đó thể hiện được một mùa giải thi đấu chuyên nghiệp tiệm cận với các giải đua hàng đầu khu vực. Nội dung mở màn cho chặng 2 là Blade 110. Ngay sau khi xuất phát, ba tay đua Lê Vũ Trường Giang số 48, Nguyễn Nhật Trường số 31 và Phạm Tránh Trực số 45 đã tận dụng ba vị trí xuất phát đầu tiên để tách tốt và cạnh tranh vị trí nhất chặng. Tuy vậy, kể từ lap thứ 5, cuộc đua gần như đã ngã ngũ khi Lê Vũ Trường Giang nắm được ưu thế hoàn toàn so với hai tay đua còn lại. Trong khi đó, Nhật Trường và Tránh Trực đã phải cạnh tranh gay gắt cho vị trí về nhì. Hai tay đua liên tục có sự hoán đổi vị trí sau mỗi vòng đua và kết quả chỉ được phân định vào khúc cua áp chót của lap cuối. Phạm Tránh Trực đã có một pha mở cua tốt hơn, chiếm lấy vị trí thứ hai của Nhật Trường và về đích với vị trí này. Đây có thể coi là một kết quả mỹ mãn với cả hai tay đua Lê Vũ Trường Giang và Phạm Tránh Trực. Ở chặng 1, Trường Giang đã về nhì còn Tránh Trực đã về nhất. Với việc đổi ngôi trong chặng 2 này, cả hai tay đua đang cùng có 45 điểm. Trong khi đó, Nguyễn Nhật Trường dù chỉ về đích ở vị trí thứ 3 và không còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch chung cuộc, nhưng những nỗ lực tuyệt vời và thi đấu đầy quyết tâm của tay đua rất đáng được khán giả nhớ tới. Sự bỏ lỡ điểm số đầy đáng tiếc tại chặng 1 đã không làm Nhật Trường nhụt chí. Anh đến với chặng 2 cùng tâm thế quyết tâm, đam mê tốc độ, cháy cùng xe độ Honda Blade. Và sau đây là một số chia sẻ bên lề giải đua của anh. Dạ, theo em cảm nhận chiếc xe Blade 110 thì rất là dễ chạy anh, với lại ngồi rất là thoải mái. Và mình đua hay là mình đi đường phố hay mình muốn, ví dụ như đi đường phố nó thoải mái mà muốn làm đua thì cái thế nó rất là dễ chạy. Và vòng cuối của em thì mục tiêu em vẫn là chạy tốt nhất, chạy hết mình, chạy hết khả năng của mình. Nội dung MX 125 ngày hôm vừa rồi là nội dung gay cấn nhất, kịch tính nhất và có mức độ cạnh tranh cao nhất. Trường đua Đại Nam là một nơi không thể lý tưởng hơn để cho những chiếc xe MX 125 phô diễn sức mạnh kết hợp cùng sự linh hoạt trong thiết kế của mẫu xe côn tay cỡ nhỏ hàng đầu này. Xuất phát ở 3 vị trí đầu lần lượt là tay đua Lê Phụng số 35, Nguyễn Vũ Tuấn Anh số 02 và Lê Trọng Vinh số 24. Tuy vậy, ngay khi đèn đỏ tắt, bộ ba này đã bị chen ngang bởi tay đua Tô Hà Đông Hiếu số 18. Mặc dù xuất phát ở vị trí thứ 6, nhưng Đông Hiếu đã có một cú đề pa ngoạn mục để chạy chân vào top 3 và đẩy tay đua Nguyễn Vũ Tuấn Anh ra khỏi top. Kịch tính của trận đấu diễn ra ở lap cuối khi trận đấu chỉ còn khúc cua cuối cùng. Lê Phụng lúc này đang nắm ưu thế nhưng dường như anh quá tập trung vào đối thủ bám sau là Lê Trọng Vinh. Anh đã có một pha thoát cua hơi nặng nề. Lê Trọng Vinh ngay lập tức nắm lấy cơ hội vượt lên ngay trước vạch đích tầm 30m và giành chức nhất chặng một cách đầy gay cấn. Tô Hà Đông Hiếu giữ vị trí số 3 chung cuộc. Lê Trọng Vinh sau chặng 1 về nhì đã có một chặng 2 thành công mỹ mãn, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 45 điểm, đẩy Tô Hà Đông Hiếu với 41 điểm sau 2 chặng xuống vị trí thứ 2. Như vậy, cuộc đua giành chiếc vô địch toàn mùa giải ở nội dung MX 125 sắp tới gần như sẽ là cuộc đua giữa Trọng Vinh và Đông Hiếu khi chỉ có 4 điểm cách biệt sau 2 chặng. Dạ, tôi rất là vui sướng và có một cảm giác rất là lạ, khó tả lắm. Thì mình như là mình cái nỗ lực của mình nó được đáp xứng đáng, cố gắng và đạt được cái thành tích cao nhất trong trận đua lần này. Em cũng rất thích những cái giải mà Honda tổ chức. Mỗi lần Honda chúng em đều tham gia đây đâu. Không giống như thường lệ, nội dung Winner 150 ở ngày thi đấu hôm vừa rồi diễn ra với không nhiều tính giải trí như thường thấy. Chặng hai này cho thấy một chiến thuật thi đấu khôn ngoan và đầy tính toán đến từ hai tay đua dẫn đầu. Tiếp tục phong độ ấn tượng từ chặng 1, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hùng Hữu Tín giành hai vị trí xuất phát đầu tiên. Vị trí thứ 3 đã bất ngờ thuộc về tay đua Tô Hà Đông Nghi số 27. Trong khi đó, tay đua Nguyễn Ngọc Hồ số 21 đã bị đẩy xuống vị trí xuất phát thứ 8. Ngay sau khi khai cuộc, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hùng Hữu Tín đã bất ngờ tách hoàn toàn sự bám đuổi của 12 tay đua còn lại mà không gặp phải trở ngại nào. Kết quả cuối cùng, Lê Hùng Hữu Tín về số 1, Nguyễn Anh Tuấn về đích số 2. Như vậy, qua hai vòng thi đấu, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hùng Hữu Tín cùng có được 45 điểm và sẽ phân định vị trí nhất nhì ở vòng cuối cùng tới. Nội dung Quay thị trường hôm vừa rồi đã cho thấy sự vượt trội của Bùi Duy Thông nói riêng và đội đua Honda An Thành nói chung. Như thường lệ, tiếp tục là nội dung có tốc độ cao nhất của ngày thi đấu. Bùi Duy Thông cán đích ở vị trí số 1, Đoàn Trường Lợi về số 2, còn Huỳnh Minh Sang đứng thứ 3. Sau hai chặng thi đấu, Bùi Duy Thông đã vươn lên dẫn đầu với 45 điểm. Trong khi đó, với việc về đích ở vị trí thứ 5, Lê Khánh Lộc đã có được 36 điểm, tụt xuống vị trí thứ 2 bảng xếp hạng. Đứng thứ 3 là tay đua Huỳnh Minh Sang với cú đúp vị trí thứ 3. Tay đua này đã có được 32 điểm. Như vậy, chặng 2 của Vietnam Motor Racing Championship 2018 đã khép lại với đầy những dấu ấn, sự tiến bộ về chuyên môn của các tay đua.
sự hoàn thiện hơn tính chuyên nghiệp của giải đấu đã được ghi nhận rõ rệt. Với đà tiến triển này, chắc chắn vòng thi đấu cuối cùng diễn ra vào tháng 11 tới sẽ là một chặng thi đấu vô cùng khủng khiếp, bởi đây cũng là chặng thi đấu tới chức vô địch của mùa giải. Hẹn gặp lại các bạn vào tháng 11 tới.